Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vùng Cao Sơn La. Ok, đây là cái cây nỏ chú Thuận, chú ấy đang làm được một nửa cái dây rồi. Cái dây này thì đợt trước mình cũng đã quay cho các bạn xem là làm cái dây này là làm một nửa một bên một nhá, sau đó sẽ lại làm tiếp một nửa bên này. Ở đây chú Thuận chú đang làm dây bên này đây. Mình sẽ đánh giá nhanh cái cây này cho các bạn xem nhé. Đây là cái cây nỏ cánh 42 cm này. Trời, hôm nay nắng quá nên đấy, bên này thì là đục rồng, bên này thì là đục con hổ này, còn cái phần phần dãy cái màu đen này là chú ý khảm cái sừng nhé, khảm sừng với khảm gỗ mun. Nó cho nó vân cho nó đẹp đi các bạn. Còn đây là khắc tên chữ Hà Phương. Tuần này thì chú Thuận chú ấy đục cái con hổ này, đục sâu nên nó nhìn cái nó nổi lên nhìn rất là đẹp. Đây mới gọi là cái phôi thôi, cái phôi thôi các bạn. Tí nữa làm xong cái dây này sẽ bắn thử chơi, bắn thử thôi, để mà nó mà hoàn thiện xong thì phải thời gian bắn thử và chỉnh cũng rất là lâu. Nhưng mà cũng tùy từng cây đấy, nếu mà cây nào chuẩn luôn thì nó sẽ chuẩn luôn nhỉ chú nhỉ. Ơ, sao lại buộc cái dây trắng vào đây chú? Dây này người ta quấn lót chứ. À, dây cuốn lót à? À, cuốn lót giống kiểu cái đầu này đúng không? Đấy. À, thằng nào nó bền nhỉ? Đấy, cho các bạn xem tổng hợp cái toàn cảnh cái cây nó đang là phôi. Chú Thuận đây, chú Thuận đang làm cái dây. Làm cái dây này thì cứ làm từng bên một nhé. Bên này thì có một dây rồi này. Rồi tiếp theo là đến cái dây bên này. Chú Thuận là làm nỏ được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Làm nỏ này nếu mà gọi là làm chuyên, đi vào chuyên ấy thì là chuyên làm nhiều ấy thì là 5 9 năm. Từ năm 95 cơ. Còn nghịch thỉnh thoảng làm thì là coi như là bắt đầu coi như là từ tuổi 15 đã nghịch cái này rồi, đã làm rồi, làm theo bố rồi. Làm nghịch thì là tuổi 15, còn đâu làm chuyên thì làm từ năm 95. 9 năm trước kia là làm mộc trước, mà À. đi làm thợ mộc xong này thợ mộc coi như gần như thất nghiệp, nhiều người làm quá thì mới chuyển sang cái này. Mà cái nót dày như thế là nó khó khó đứt được nhỉ ông nhỉ, lót này không được, phải lót nhỉ thì nó mới nó bảo cọ vệ. vào đứt luôn mà. Bây giờ đến cái giai đoạn tiếp theo là cái giai đoạn nối hai cái dây thành một cái dây dài nha các bạn nhá. Đấy. Bây giờ nối lại thành một cái dây dài. Sau khi đã đan được hai đầu rồi thì sẽ nối lại thành một cái dây dài nhá. Cái này mới là phôi thôi mà. Cái này không phải là chưa hoàn thiện, bên đang trong thời gian hoàn thiện các bạn.
Đi hỏi nó xem nó đọc cái gì. Cầu Hiền Lương ở Quảng Trị thì sao ấy, ở xuống cái cột cờ ấy. Đấy, thời chiến tranh nhé. Chiến tranh đấy xong bom ở đấy 3 tháng 4 tháng 4 tháng rồi. Thế là bom đạn bắn nhiều quá, thế là ông chú Lê Bá Bé, chú Lê Bá Bé tức là sau này mới biết là chú là cháu của Lê Duẩn, xong mới đưa lên ra ngoài Bắc để lánh nạn. Ui, đưa ra ngoài này á 4 tháng thôi mà kiểu đang tầm mấy bao nhiêu, khoảng tầm 5 tuổi 5-6 tuổi gì đấy. Mẹ ra ngày này toàn toàn nói vẫn còn nhớ nhớ, có cái nhớ nói tiếng giống người ta ấy, nói tiếng kiểu dạng nói tiếng Quảng Trị ấy. Đấy, thế họ cười chả ai nghe được. Thế là toàn đi chơi với cái dân người Kinh sơ tán ở trong hang ấy. Sống nhiều nơi rồi. Thế là một thời gian sau này đứa đứa này bố học ra trường rồi, học ra trường rồi, thế là cũng vẫn còn chiến tranh, đi ở ngân hàng tỉnh như này, ngân tỉnh chơi ở miệng hầm, nó có cái hầm, miệng hầm, máy bay về bắt đầu nhảy xuống hầm luôn. Tuổi thơ toàn đều gặp bom đạn nhỉ. Bom đạn, ui rồi kinh lắm. Xong về sau nữa à, kiểu bố đi học tiếp nữa cũng ở ngân hàng đấy, cũng ở Hiền Lương, lại đi theo bố nữa. Lượt này cũng 4 tháng ở trong đấy, à, xin vào học trường tiểu học ở đấy. Cũng toàn dùng tem phiếu vé. Ok các bạn ơi, xong cái dây rồi các bạn ơi. Bây giờ nó thành một cái dây thẳng rồi. Bây giờ chỉ hoàn thiện nữa, buộc dây với lại quấn cánh nữa, xong bắt đầu đi bắn thử.